Đây là bộ kiểm soát lưu lượng chất lỏng và một bộ đo lưu lượng nước 8536. Đây là bộ LCD-M. Đây là một phụ kiện gồm có một cái van nước và một cái van điện từ, van khóa. Đây, đây cũng là một cái van van đo lưu lượng nước. Đấy, bên cạnh đó thì bộ 8536 lại còn có đi kèm đó là một cái đầu đo nhiệt độ. Còn với bộ LCD-M thì không có, các bạn phải mua thêm. Đây là các cái setup. Đấy, thì đầu tiên thì đây là cái set cảnh báo khi mà các bạn đã bơm được ví dụ như là 1,5 lít thì nó sẽ cảnh báo và dừng khóa cái van điện từ vào thì nó sẽ đóng cái nước lại. Đấy, còn đây là các bộ đếm thời gian ngày và bộ đếm giới hạn số lượng lưu lượng nước, lưu lượng chất lỏng các bạn sử dụng. Đấy, các bạn đo được. Đây là một số cài đặt khác liên quan đến số lít trên phút, đấy, LPM. Đấy, còn bên đo lưu lượng chất lỏng thì mỗi đo lưu lượng nước đấy, thì cũng có hiển thị cài đặt, hiển thị thời gian, hiển thị nhiệt độ. Đấy, cũng có hiển thị cái tốc độ dòng chảy lít trên phút, có thể chuyển chuyển sang hiển thị dưới dạng ga lông. Đây là đo theo khối. Đấy, sau đây thì mình sẽ tiến hành đo với một cái chai 1,5 lít. Mình sẽ bơm vào cái chai đấy thông qua cái hệ thống bơm nước của mình đã lắp đặt đây. Đây, thì đây là cái chai 1,5 lít với cái hệ thống của mình đã lắp đặt sẵn rồi. Nhờ các bạn nhấn nhấn nút run để chạy. Đấy, sau đây mình sẽ cấp nguồn ra động cơ để bơm. Mình không đối với cái van nước ở ngoài nên mình sẽ phải dùng động cơ để bơm. Đấy, thì khi nào mà nó bộ đếm nó chạy đến 1,5 lít thì nó sẽ có tiếng kêu còi chip kêu để cảnh báo và sẽ đóng van nước thì nó sẽ ngừng bơm. Có hiển thị trong song giữa số lượng chất lỏng nước đã được bơm qua và tốc độ. Đấy, có thể thấy ở đây đang là 1 lít trên phút, 1,09. Đấy, dao động từ trên 1 lít. Rồi thì đây 1,5 lít nó đã có âm thanh cảnh báo và đã dừng bơm nước. Đấy, theo bạn, như các bạn thấy thì trăm lít rưỡi đây, các bạn so sánh đây là 1,5 lít và lượng nước mình đã bơm được đây. Đấy. Còn đối với cái bộ đo lượng nước này thì các bạn có thể test rất dễ bằng cách thổi vào cái van nước này để các bạn có thể kiểm tra được cái tốc độ cũng được. Đấy, bây giờ mình sẽ thổi vào cái van nước này để thấy sự thay đổi. Đấy, các bạn như các bạn thấy. Đấy. Đấy, hiển thị ở trên kia là tốc độ bao nhiêu lít trên phút, ga lông trên phút. Đấy, không phải 55 ga lông trên phút. Đấy, vì mình đang để chế độ ga lông đây, mình sẽ chuyển sang dạng lít trên phút. Đấy, các bạn có thể thấy 1 đến 2 lít, đây là tốc độ mình thổi rất là mạnh. Đấy, test rất là đơn giản thôi. Thì các bạn có thể theo dõi thêm
các cái tính năng và thông số kỹ thuật của các cái bộ như bộ đo lường nước 8536 ở trên trong web của bán linh kiện đây. Đấy, theo hình ảnh kèm theo phụ kiện. Đấy, đi kèm sản phẩm. Thì đây là bộ LCDM. Đấy. Có thể tham khảo kỹ hơn ở trên trong web của bán linh kiện. Thì đây có một bộ tương tự với bộ LCDM, đó là bộ LCDF7. Về tính năng thì hoàn toàn tương tự. Đấy, thì còn một bộ nữa là bộ kiểm tra nhiệt độ và áp suất. Đây, SPRS001. Thì bộ này nó y như cái bộ đo lưu lượng nước ấy, 8536. Thì chỉ khác là nó sử dụng một đầu đo áp suất thôi. Đây. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm đến video của nhóm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.